Xin kính chào quý vị và các bạn. Trong chương trình truyền hình thành phố Bắc Giang tuần này, sau nội dung phần tin là phóng sự phản ánh về thành phố Bắc Giang tăng cường các biện pháp phòng chống bệnh dại động vật. Cuối chương trình là ghi nhận về những việc làm của các cấp hội phụ nữ thành phố trong việc chăm sóc giúp đỡ trẻ em có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn. Sau đây là nội dung chương trình. Sáng ngày 30 tháng 5, đồng chí Lê Ánh Dương, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Bắc Giang đã thăm kiểm tra tình hình thực hiện một số dự án công trình trọng điểm trên địa bàn thành phố Bắc Giang. Cùng đi có đồng chí Đặng Đình Hoan, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố, các đồng chí lãnh đạo sở ngành tỉnh, cơ quan đơn vị thành phố và Chủ tịch Ủy ban Nhân dân phường xã liên quan. Đối với dự án xây dựng cầu Á Lữ và đường dẫn phía tây thành phố Bắc Giang, đến nay giá trị về khối lượng thi công xây lắp cầu ước đạt khoảng 92% giá trị hợp đồng. Trong thời gian tới, Ủy ban Nhân dân thành phố tiếp tục chỉ đạo các cơ quan chuyên môn tập trung tuyên truyền, vận động và thiết lập hồ sơ để thực hiện cưỡng chế thu hồi đất đối với các hộ gia đình còn lại của dự án trong tháng 6 năm 2023. Dự án cải tạo mở rộng nút giao giữa đường tỉnh 293 với đường dẫn lên cầu Đồng Sơn có diện tích thu hồi là 2,6 ha. Đến nay hoàn thành 100% công tác bồi thường giải phóng mặt bằng và bàn giao mặt bằng. Hiện nhà thầu đang triển khai thi công các hạng mục, phấn đấu hoàn thiện công trình xong trong tháng 7 năm 2023. Dự án nâng cấp mở rộng đường nối từ đường tỉnh 293 đến quốc lộ 17 tỉnh Bắc Giang, Ủy ban Nhân dân thành phố đã phê duyệt 10 phương án giải phóng mặt bằng với diện tích 5,21 ha trên 5,24 ha. Hiện còn 4 hộ thôn Văn Giàng, xã Tân Tiến chưa nhận tiền đền bù. Ủy ban Nhân dân thành phố tiếp tục chỉ đạo các cơ quan chuyên môn, Trung tâm Phát triển Quỹ đất và Cụm Công nghiệp thành phố, Ủy ban Nhân dân xã Tân Tiến tập trung xử lý các vướng mắc, sớm tổ chức cưỡng chế thu hồi đất đối với các hộ gia đình còn lại của dự án. Tại các nơi kiểm tra, đồng chí Lê Ánh Dương hoan nghênh chủ đầu tư và các đơn vị thi công đã chủ động khắc phục khó khăn, phối hợp chặt chẽ với các đơn vị liên quan để bảo đảm việc triển khai các dự án theo đúng kế hoạch. Đồng chí Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh chỉ đạo Ủy ban Nhân dân thành phố, Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông, nông nghiệp tỉnh phối hợp với các đơn vị liên quan tháo gỡ vướng mắc, khẩn trương hoàn thành giải phóng mặt bằng. Đồng chí nhấn mạnh, đây đều là những dự án quan trọng, khi đi vào vận hành sẽ kết nối, tạo thuận lợi cho giao thương, trao đổi hàng hóa. Bởi vậy, cần quyết liệt và tập trung cao chỉ đạo thực hiện, đẩy nhanh tiến độ thi công các hạng mục để sớm đưa vào sử dụng. Sau khi hoàn thành, cần phân luồng bảo đảm an toàn giao thông. Trong 3 ngày 30-31 tháng 5 và 1 tháng 6, đoàn công tác quận Seogwon, thành phố Daejeon, Hàn Quốc do ông So Jeon-mo, Chủ tịch quận Seogwon làm trưởng đoàn, đã tới thăm và làm việc với thành phố Bắc Giang. Theo lịch trình, đoàn tới chào xã giao đồng chí Bí thư Thành ủy Bắc Giang Vũ Chí Hải, ký kết thỏa thuận hợp tác với thành phố Bắc Giang, tới thăm một số bệnh viện, cơ sở giáo dục dạy nghề trên địa bàn thành phố và khu di tích đặc biệt địa điểm chiến thắng Sương Giang, thành phố Bắc Giang. Trong sáng 31 tháng 5, tại thành phố Bắc Giang đã diễn ra lễ ký kết thỏa thuận hợp tác giữa thành phố Bắc Giang và quận Seogwon, thành phố Daejeon, Hàn Quốc. Đoàn công tác quận Seogwon do ông So Jeon-mo, Chủ tịch quận Seogwon làm trưởng đoàn. Đoàn thành phố Bắc Giang do đồng chí Đặng Đình Hoan, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Bắc Giang làm trưởng đoàn. Tại đây, hai ông trưởng đoàn giới thiệu khái quát về thành tựu đạt được trong phát triển kinh tế xã hội, đặc điểm địa lý, xã hội, văn hóa và con người của hai địa phương. Đồng chí Đặng Đình Hoan nhấn mạnh, từ năm 2017 đến nay, lãnh đạo hai địa phương đã nhiều lần tổ chức các đoàn giao lưu, trao đổi, thảo luận hợp tác trên nhiều lĩnh vực. Đáng mừng, ngày 22 tháng 11 năm 2021, thành phố Bắc Giang và quận Seogwon tổ chức thành công buổi lễ ký kết ý định thư hợp tác hữu nghị. Trên cơ sở đặc điểm tình hình thế mạnh và tiềm năng của hai địa phương, thành phố Bắc Giang đề xuất hợp tác với quận Seogwon trên một số lĩnh vực, thu hút các nhà đầu tư từ quận Seogwon và các khu cụ công nghiệp tại thành phố Bắc Giang, cũng như các địa phương của tỉnh Bắc Giang, trong đó ưu tiên các dự án công nghệ cao, công nghệ sạch, thân thiện môi trường, triển khai hợp tác các dự án về thương mại, dịch vụ, giáo dục, đào tạo nghề, giao thông, y tế, du lịch, môi trường, thúc đẩy hoạt động giao lưu hữu nghị, nhân dân, học sinh, đào tạo bồi dưỡng cán bộ giữa hai địa phương trong thời gian tới. Ông So Jeon-mo, Chủ tịch quận Seogwon, phát biểu nhận xét thành phố Bắc Giang và quận Seogwon có nhiều nét tương đồng, hy vọng mối quan hệ hợp tác giữa hai bên sẽ có cơ hội phát triển mạnh mẽ. Sau chuyến công tác này, quận Seogwon sẽ có kế hoạch quảng bá giới thiệu riêng về tỉnh Bắc Giang và thành phố Bắc Giang đến với nhân dân và các doanh nghiệp ở quận Seogwon. Ông cũng rất tán đồng đối với những đề xuất hợp tác từ phía thành phố Bắc Giang. Tiếp đó, ông So Jeon-mo, Chủ tịch quận Seogwon và đồng chí Đặng Đình Hoan, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Bắc Giang đã ký kết thỏa thuận hợp tác trên một số lĩnh vực có thế mạnh,
như xây dựng đô thị xanh thông minh, kinh tế, giáo dục, văn hóa, y tế, du lịch, hành chính công. Trước đó, vào chiều ngày 30 tháng 5, đoàn công tác quận Seogwol, thành phố Daejeon, Hàn Quốc do ông Seo Chun-mo, chủ tịch quận Seogwol làm trưởng đoàn, đã tới chào xã giao đồng chí bí thư thành ủy Bắc Giang. Cùng đi có bà Chon Min-cha, chủ tịch hội đồng quận Seogwol, ông Lee Hong-seok, tùy viên nội vụ và an ninh Đại sứ quán Hàn Quốc tại Việt Nam và các ông bà đại diện phòng ngành doanh nghiệp của quận Seogwol. Tiếp đoàn có đồng chí Vũ Chí Hải, ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, bí thư Thành ủy, chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố Bắc Giang, các đồng chí Thường trực Thành ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân thành phố Bắc Giang và lãnh đạo Ban Đảng Thành ủy. Trong tuần, Ủy ban Nhân dân phường Hoàng Văn Thụ đã triển khai kế hoạch phát động đợt cao điểm thực hiện cấp căn cước công dân và kích hoạt tài khoản định danh điện tử. Tại hội nghị, lãnh đạo Ủy ban Nhân dân phường, Công an phường Hoàng Văn Thụ đã thông qua kế hoạch đợt cao điểm của địa phương, hướng dẫn cách thức tổ chức triển khai thực hiện, phân công các thành viên tham gia các tổ trực tiếp xuống hướng dẫn nhân dân, các tổ dân phố đăng ký, cài đặt và kích hoạt tài khoản định danh điện tử với nòng cốt là Công an, Đoàn Thanh niên và Hội Liên hiệp Phụ nữ phường. Kết thúc hội nghị, các thành viên tham gia các tổ hỗ trợ đã xuống các nhà văn hóa tổ dân phố và các hộ gia đình tuyên truyền vận động, hướng dẫn làm căn cước công dân và đăng ký kích hoạt tài khoản định danh điện tử cho nhân dân với nỗ lực phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu của địa phương được giao. Nhằm ngăn chặn không để bệnh dại trên động vật bùng phát, bảo vệ sức khỏe tính mạng của người dân, các phường xã trong thành phố đã tăng cường triển khai các biện pháp phòng chống bệnh dại động vật trên địa bàn. Trong đó tập trung rà soát, thống kê chính xác số chó mèo, số hộ nuôi ở từng thôn tổ dân phố, đồng thời yêu cầu chủ hộ nuôi cam kết thực hiện nghiêm túc việc khai báo đăng ký chó mèo nuôi, chấp hành việc nuôi nhốt chó mèo trong khuôn viên gia đình và thực hiện các biện pháp khác theo quy định. Để công tác phòng chống bệnh dại động vật đạt hiệu quả tối ưu, thì công tác tiêm phòng vaccine dại cho đàn chó mèo được đặt lên hàng đầu. Do đó, thành phố đã yêu cầu các địa phương rà soát tổng số lượng chó mèo để từ đó chuẩn bị lượng vaccine đầy đủ, đảm bảo 100% đàn chó mèo trên địa bàn thành phố được tiêm vaccine phòng bệnh dại. Theo số liệu rà soát thống kê, trong đợt 1 năm 2023, trên địa bàn thành phố có trên 6.100 con chó mèo được đăng ký tiêm vaccine phòng bệnh dại. Trong đó, phường Nam Hai là một trong những địa phương đạt tỷ lệ cao trong tiêm phòng bệnh dại cho đàn chó mèo. Nhằm thực hiện tốt chương trình này, địa phương đã cử cán bộ thú y phường đến từng hộ nuôi chó mèo, tổ chức tiêm phòng, qua đó để tránh trường hợp bỏ sót đối tượng tiêm phòng. Qua triển khai của công văn của Ủy ban Nhân dân thành phố về công tác phòng chống bệnh dại trên địa bàn phường Nam Hai, thì chúng tôi căn cứ vào cái công văn kế hoạch chúng tôi triển khai tới tất cả các tổ dân phố trong các bước. Thứ nhất là rà soát thống kê đàn chó mèo trên địa bàn. Thứ hai, căn cứ vào số lượng đăng ký vaccine với Trung tâm Dịch vụ Nông nghiệp thành phố và triển khai tiêm phòng. Đến thời điểm này là đã đạt 250 trên 273 con chó, bởi vì là có 20 con chó là số biến động sau khi từ lúc thống kê đến lúc triển khai tiêm phòng. Qua đó đã góp phần thực hiện làm tốt công tác phòng chống bệnh dại trên địa bàn. Bên cạnh việc tiêm phòng bệnh dại cho đàn chó mèo được thực hiện bởi các cán bộ thú y các phường xã, thì hiện nay nhiều gia đình trên địa bàn thành phố cũng đã mang chó mèo của gia đình đến tiêm phòng bệnh dại tại các trung tâm chăm sóc thú cưng trên địa bàn. Khi các chủ vật nuôi đưa thú cưng đến trung tâm chúng tôi để khám và điều trị, thì chúng tôi đều sẽ nắm rõ tình hình về việc tiêm phòng vaccine dại đầy đủ hay chưa. Nếu chưa thì chúng tôi sẽ tư vấn đầy đủ thông tin về mức độ nguy hiểm bệnh dại để cho chủ vật nuôi nắm rõ và sẽ tiêm bằng phòng vaccine dại trước khi sử dụng các dịch vụ khác. Thông qua việc tăng cường thông tin tuyên truyền cho nhân dân biết về tính chất nguy hiểm của bệnh dại, nguy cơ dịch bệnh phát sinh, lây lan và các biện pháp phòng chống dịch bệnh đã góp phần nâng cao nhận thức trách nhiệm của người nuôi chó mèo đối với cộng đồng. Đồng thời, những hộ gia đình này cũng đã thực hiện nghiêm các biện pháp phòng chống bệnh dại, đặc biệt trong đó chú trọng tới công tác tiêm phòng bệnh dại cho chó mèo của gia đình. Tôi thấy là cái bệnh dại nó là một bệnh rất là nguy hiểm mà nó lây từ, nó có thể gây hại từ động vật sang người. Vì vậy trong hàng năm ấy, mà có những cái đợt tiêm phòng cho gia súc, gia cầm thì gia đình tôi là cũng thường xuyên là tiêm đầy đủ, bởi vì là nhà tôi là cũng nuôi chó mèo thường xuyên và nhà có con nhỏ.
Cho nên là hàng năm là chúng tôi là thực hiện đầy đủ công tác tiêm phòng cho đàn chó mèo của gia đình. Tin rằng với việc thực hiện đồng bộ các biện pháp trong phòng chống bệnh dạy động vật của thành phố sẽ góp phần đảm bảo không có ca bệnh dạy truyền từ động vật sang người nào xảy ra trên địa bàn thành phố. Với mong muốn kịp thời động viên, chia sẻ bớt những khó khăn về vật chất tinh thần cho trẻ em có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn thành phố, các cấp hội phụ nữ thành phố đã có nhiều việc làm quan tâm, thăm hỏi, động viên các cháu, qua đó tiếp thêm động lực giúp các cháu vươn lên trong học tập và cuộc sống. Cháu Nguyễn Tiến Đạt, sinh năm 2015, ở thôn Rừng Trong, xã Dịnh Trì, là trẻ mồ côi có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Mất mẹ từ khi chưa đầy 2 tuổi, bố phải bươn trải làm ăn xa nhà, Đạt ở với bà nội già yếu. Thương cảm trước hoàn cảnh của hai bà cháu nên mỗi dịp lễ Tết, như Tết Thiếu Nhi mùng 1 tháng 6 năm nay, Đạt luôn là địa chỉ mà các cấp hội phụ nữ xã Dịnh Trì quan tâm chăm sóc. Tôi thì là ba của cháu, thế thì từ khi là mẹ nó ốm đau thì rồi thì tôi vẫn phải là chăm sóc cháu. Thế thì tất cả là hội phụ nữ rồi thì trong thôn xóm rồi cả hàng xã và nhà trường đều quan tâm đến cháu. Tôi không biết nói gì hơn cả, thì tôi xin cảm ơn tất cả các ban ngành đoàn thể và nhà trường là cho cháu được có một tình thương mái ấm, hỏi cháu thiệt thòi. Nhân dịp Tết Thiếu Nhi năm 2023 thì vừa qua Hội Liên hiệp Phụ nữ xã đã họp ban chấp hành và thực hiện cái tháng cao điểm thu gom rác phế liệu để đồng hành cùng với phụ nữ trẻ em có hoàn cảnh khó khăn. Thì dự kiến mùng 1 tháng 6 năm nay thì hội sẽ tặng cho 10 cháu trên địa bàn, bao gồm có các cháu mồ côi và các cháu có hộ có hoàn cảnh khó khăn. Thì bên cạnh cái hoạt động thu gom rác tái chế thì hội cũng tranh thủ những cái nguồn lực vận động một số chị em có kinh tế khá thì để đồng hành cùng với hội trong cái công tác chăm sóc trẻ em trên địa bàn. Được biết, để có thêm nhiều kinh phí hỗ trợ được nhiều trẻ em, Hội Phụ nữ Dĩnh Trì tiếp tục phát động mạnh mẽ phong trào thu gom phế liệu tại tất cả các chi hội. Đối với cái chương trình biến rác thải thành đồ dùng học tập cho học sinh thì hội cũng đã triển khai đến các chi hội và thực hiện thì từ tháng 6 đến tháng 8 hội sẽ đẩy mạnh cái công tác thu gom rác tái chế để bán lấy tiền và dự kiến là trong năm học mới 2023-2024 thì hội sẽ tặng khoảng 20 suất quà cho học sinh nghèo có hoàn cảnh khó khăn vươn lên trong học tập. Không chỉ hội phụ nữ xã Dịnh Trì mà trong những năm qua, các cấp hội phụ nữ thành phố Bắc Giang đã có nhiều hoạt động ý nghĩa, thiết thực nhằm chăm sóc, hỗ trợ, giúp đỡ trẻ em có hoàn cảnh khó khăn. Như hội phụ nữ phường Trần Nguyên Hãn, thực hiện sự chỉ đạo của thành hội, hội phụ nữ phường đã nhận đỡ đầu một trẻ mồ côi. Cùng đó là nhiều hoạt động khác như trao học bổng cho trẻ em vượt khó học giỏi, tặng xe đạp giúp các em hoàn cảnh khó khăn có phương tiện đến trường. Với phương châm là quan tâm tới phụ nữ và trẻ em, nhất là trẻ em có hoàn cảnh khó khăn, thì những năm gần đây thì hội đã bằng nhiều phương pháp huy động các nguồn lực từ những người có tấm lòng hảo tâm, chị em hội viên phụ nữ thì tích cực tham gia thu gom phân loại rác thải, gây quỹ ước mơ xanh, từ đó trích cái nguồn quỹ đó ra để giúp đỡ cho trẻ em có hoàn cảnh khó khăn, như tặng học bổng hoặc là có thể giúp đỡ bằng các cái dụng cụ phục vụ cho quá trình học tập. Sau khi được giúp đỡ hỗ trợ thì các em, có rất nhiều em là tiến bộ trong học tập và cũng như là có kết quả thành tích học tập cao và cũng đã biết vươn lên vượt khó. Và từ đó thì cũng thấy được là cái kết quả của hội mang lại cũng rất là tốt. Từ đầu năm đến nay, các cấp hội đã nhận đỡ đầu 39 trẻ mồ côi, trao tặng 270 suất quà cho trẻ em mồ côi, trẻ em có hoàn cảnh khó khăn, với tổng số tiền 237 triệu đồng. Những việc làm, những món quà của chị em phụ nữ thành phố, tuy nhỏ nhưng hết sức kịp thời và ý nghĩa. Từ đó đã giúp những gia đình như cháu Đạt và nhiều cháu khác có hoàn cảnh khó khăn có thêm động lực để vươn lên trong học tập và cuộc sống.
Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình truyền hình thành phố Bắc Giang ngày 1 tháng 6 năm 2023. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào giờ này tuần sau. Thân ái tạm biệt quý vị và các bạn.